Các đồng chí và các bạn thân mến, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên biển luôn diễn biến khó lường, như tranh chấp ngư trường đánh bắt thủy sản, xâm phạm chủ quyền vùng biên giới biển luôn diễn ra hết sức phức tạp. Từ đó yêu cầu tuần tra kiểm soát trên biển, bảo đảm nắm chắc tình hình, chủ động ngăn ngừa, phát hiện xử lý những vấn đề xảy ra trên biển luôn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đó, Hải đội Biên phòng 2 là đơn vị chuyên trách tuần tra kiểm soát trên biển, luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh vùng biển Bạc Liêu. Hải đội Biên phòng 2 là đơn vị có nhiệm vụ trọng tâm tuần tra kiểm soát trên biển. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên biển luôn diễn biến hết sức phức tạp khó lường, từ việc khai thác đánh bắt thủy sản trái quy định của pháp luật đến tranh chấp ngư trường khai thác vi phạm vùng biển nước bạn cho đến tranh chấp chủ quyền vùng biển cũng diễn ra vô cùng phức tạp. Từ đó, công tác tuần tra kiểm soát trên biển luôn được quan tâm chú trọng để sẵn sàng thực hiện các hoạt động bảo vệ chủ quyền vùng biển, nắm chắc tình hình, chủ động ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề, vụ việc xảy ra trên biển để bảo vệ vững chắc an ninh vùng biển. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 có chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công. Sau khi nhận được cái kế hoạch của Bộ Chỉ huy về bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tỉnh nhà năm 2019 cũng như là công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thì cấp ủy ban chỉ huy cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai và thực hiện nhiệm vụ trong năm. Thì trước khi anh em triển khai thực hiện nhiệm vụ thì cấp ủy ban chỉ huy đã gặp gỡ động viên giáo dục cho anh em có một cái tư tưởng vững vàng, xác định tốt cái mục đích, cái yêu cầu của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là phải có cái tâm lý vững vàng, khôn khéo, linh hoạt, nắm chắc pháp luật, xử lý các cái tình huống xảy ra trên biển. Qua đó thì cấp ủy ban chỉ huy cũng đã nhận định, đánh giá tình hình, làm cho cán bộ chiến sĩ ý thức được cái âm mưu, thủ đoạn hoạt động vi phạm chủ quyền vùng biển của tỉnh, để làm sao mà cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ đạt cái hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ vùng biển của tỉnh nhà. Đối với công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng như vậy, thì cấp ủy ban chỉ huy luôn động viên tinh thần các anh em trước khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, cái diễn biến thời tiết là phức tạp, cấp ủy cũng ban chỉ huy đã xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là nguy hiểm. Đấy, tại vì khi mà thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ mà gặp cái sóng to, gió lớn và khí hậu xấu, thì lúc đó cái tình huống, cái sự sống là chỉ phụ thuộc và cái con tàu thôi, cho nên là cấp ủy ban chỉ huy đã xác định tốt tư tưởng cho các anh em là phải có cái tâm lý vững vàng, nhạy bén, xử lý tình huống cho nó linh hoạt trong quá trình thực hiện cái công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong những năm qua. Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, ban chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 cần duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn có ý thức tự lực tự cường trong các mặt công tác. Trong đó, để chuẩn bị tốt cho công tác sẵn sàng nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, đòi hỏi phương tiện tuần tra kiểm soát được bảo đảm trong điều kiện tốt nhất. Ngày kỹ thuật luôn được đơn vị duy trì thực hiện nghiêm ngặt trong đơn vị và trên các tàu tuần tra kiểm soát để các thiết bị, khí tài quân sự luôn được bảo quản trong điều kiện tốt. Mỗi tàu tuần tra kiểm soát luôn được trang bị súng 12 ly 7, súng AK, B40, bảo quản tốt khí tài quân sự phục vụ hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát trên biển. Phương tiện hoạt động trên biển thì những cái trang thiết bị cho phương tiện Hải đội 2 là để hoạt động trên biển thì hàng tuần đều có là ngày thứ sáu là ngày kỹ thuật, là thực hiện cái ngày kỹ thuật là thứ nhất, là trong đó nó gồm có mấy cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất là chúng ta rửa lau chùi phương tiện, và hai nữa là vũ khí trang bị, thứ ba là nổ máy tại bến để phương tiện luôn luôn đảm bảo là thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao và thực hiện tốt cái nhiệm vụ là trọng tâm, đó là nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tuyên truyền cho bà con ngư dân hoạt động đánh bắt trên biển cho nó đúng ngư trường, và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là những cái thời điểm mà sóng to gió lớn cũng như là bão gió kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn. Đối với công tác tuần tra kiểm soát trên biển mà đơn vị Hải đội Biên phòng 2 thực hiện, không chỉ đảm bảo an ninh trên biển
mà còn giúp bà con ngư dân khai thác đánh bắt trên biển đúng ngư trường, đúng vùng biển được khai thác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi đánh bắt thủy sản trái phép hay ngăn chặn kịp thời những vụ việc xảy ra trên biển. Từ đó tạo khu vực đánh bắt an ninh cho bà con ngư dân an tâm bám biển. Trong năm 2019, đơn vị Hải đội Biên phòng 2 đã thực hiện được 14 cuộc tuần tra kiểm soát trên biển, 30 lượt tàu và 340 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Vừa tuần tra, vừa kiểm soát tình hình an ninh trên biển để chủ động ngăn ngừa, phát hiện xử lý các vụ việc, các vấn đề xảy ra trên biển. Hải đội Biên phòng 2 thì được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu thì giao nhiệm vụ là quản lý bảo vệ cái vùng biển của tỉnh. Thì với chiều dài đường bờ biển là khoảng 56 km và cái diện tích khoảng trên 7.000 km2. Thì được trong năm qua thì được sự chỉ huy, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan phòng chức năng thì và sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đơn vị Hải đội 2 thì đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trên biển, bảo vệ chủ quyền vùng biển của tỉnh và làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đối với công tác tuần tra kiểm soát trên biển thì năm qua thì đơn vị đã tổ chức được độc lập tuần tra kiểm soát được 19 đợt. Trong đó thì đã xử phạt vi phạm hành chính là được 18 phương tiện. Đấy, thì trong đó thì phạt tiền là 26,5 triệu đồng và còn các trường hợp khác thì nhắc nhở và hướng dẫn bà con ngư dân để chấp hành đúng các cái nội quy quy định, nhắc nhở bà con ngư dân để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thì đối với lại trong cái công tác tuần tra kiểm soát trên biển ấy thì đơn vị cũng là kết hợp với cái nội dung là tuyên truyền các quy định của nhà nước về đối với lại ngư dân của ta là không được đánh bắt vào các khu vực biển của nước ngoài. Thì đơn vị cũng đã tổ chức phát tờ rơi để tuyên truyền cho bà con ngư dân. Đơn vị cũng tổ chức là phát các cờ tổ quốc mới cho bà con ngư dân rồi treo lên. Thì báo cáo đồng chí là mỗi cái lá cờ, mỗi con tàu của bà con ngư dân trên biển cũng là khẳng định cái chủ quyền đất nước ta. Thì cái này thì đơn vị cũng rất là chú trọng cái vấn đề này. Thì trong cái công tác phối hợp tuần tra kiểm soát trên biển thì đơn vị cũng đã tổ chức phối hợp với lại lực lượng chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thì trong năm này cũng đã phối hợp tuần tra kiểm soát được 14 lượt. Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, đơn vị Hải đội Biên phòng 2 còn có nhiệm vụ quan trọng trên biển, đó là tìm kiếm cứu nạn. Những khi có tàu thuyền gặp sự cố trên biển, những khi thời tiết diễn biến bất lợi, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị Hải đội luôn là lực lượng tiên phong trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, để bảo đảm người và tài sản của bà con ngư dân hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển được an toàn. Thì đối với công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thì đơn vị cũng xác định đây là một cái công tác nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đối với lại nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển thì cái này là nhiệm vụ cũng rất là khó khăn phức tạp. Nhưng mà đơn vị cũng đã xác định đây là cái nhiệm vụ là hết sức nặng nề và cũng là thiêng liêng, bởi vì là chúng ta là tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là bảo vệ cái tính mạng, tài sản của bà con ngư dân, bảo vệ tài sản của nhà nước. Nên là mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị Hải đội 2 chúng tôi là luôn ý thức được cái trách nhiệm của bản thân và luôn ra sức rèn luyện, huấn luyện làm sao cho sát với thực tế. Khi mà ra biển mà tìm kiếm cứu hộ cứu nạn này thường vào trong cái hoàn cảnh là sóng to gió lớn thì anh em vẫn là đương đầu với lại con sóng để đi ra cứu người dân làm sao cho nó nhanh nhất và đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu luôn hướng dẫn chỉ đạo sâu sát trong cái công tác quản lý bảo vệ vùng biển của đơn vị. Thì đối với công tác chuyên môn về kỹ thuật tàu thuyền ấy thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cũng rất quan tâm. Thì trong năm qua thì Bộ Chỉ huy cũng đã tạo điều kiện cho đơn vị là đi sửa chữa lớn một cái phương tiện là tàu tuần tra kiểm soát. Thì báo cáo hiện tại bây giờ là các tàu của đơn vị là luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống là để thực hiện tốt nhiệm vụ của trên giao. Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều cơn bão thường xuyên xuất hiện ở vùng biển Tây Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Bạc Liêu. Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của bà con ngư dân, nhất là trong mùa mưa bão, mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị Hải đội Biên phòng 2 đều đặt trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ đều được rèn luyện nghiệp vụ vững vàng mà còn có bản lĩnh chính trị cao độ để sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong những lúc thời tiết bất lợi.
đơn vị hải đội 2 bộ đội biên phòng Bạc Liêu là đơn vị trực thuộc quân số sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bất kể ngày hay đêm. Sau khi chúng tôi nhận được lệnh của cấp trên đi tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, là chúng tôi tiến hành triển khai nhanh chóng, vì thường ngày là chúng tôi đã là cái quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, cho nên là máy móc và trang thiết bị ở trên tàu là luôn sẵn sàng bất kể ngày hay đêm là có thể nổ máy và triển khai đi luôn. Thì ở đây được có chúng tôi có phụ thuộc một cái là vì đây là cái địa bàn đóng quân ở đơn vị chúng ta là vì phụ thuộc vào theo con nước. Chúng tôi nhận lệnh ở trên mà gặp dịp nước lớn thì chúng tôi triển khai sẵn sàng đi ngay để làm sao ra đến nơi để tìm kiếm cứu hộ các bạn đạt được cái kết quả tốt nhất. Còn trong trường hợp nếu như nước mà dòng mà không đi được thì chúng tôi bắt buộc phải tìm mọi cách, một là có thể điều cái calo cứu hộ cứu nạn ra trước nếu thời tiết có thể cho phép, còn nếu không thì chúng tôi bắt buộc phải đợi đến khi nước lớn thì chúng tôi ra cơ động thời gian nhanh nhất ra để có thể tìm kiếm cứu hộ cứu nạn để tránh những cái thiệt hại và mất thất thoát tài sản cho bà con ngư dân làm ăn trên biển. Để đảm bảo an ninh trật tự trên biển, cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 còn tăng cường tuyên truyền đến bà con ngư dân tình hình an ninh trật tự trên biển, để bà con ngư dân kịp thời nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng. Từ đó, mỗi con tàu khai thác thủy sản của bà con ngư dân ngoài khơi đều là tai mắt của các cán bộ chiến sĩ biên phòng trong việc nắm chắc tình hình trên biển để nhanh chóng đưa ra phương hướng xử lý kịp thời, vừa bảo đảm an ninh vùng biển. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ đơn vị cần tuyên truyền đến bà con ngư dân dùng ngư trường biển Việt Nam và những hình thức xử lý của các nước láng giềng khi cho tàu cá của mình sang đánh bắt trái phép dùng ngư trường nước bạn. Qua đó, để người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật Việt Nam. Ông Kim Thái Minh Quân là ngư dân Bạc Liêu có tàu đánh bắt thường xuyên hoạt động xa bờ. Ông cũng được cán bộ chiến sĩ hải đội vừa tuyên truyền vừa tặng quốc kỳ để ông có thể treo cờ tổ quốc trên tàu khi ra khơi khai thác thủy sản. Bởi ông Quân cũng ý thức được mỗi con tàu khai thác trên biển là những cột mốc sống của biên giới biển Việt Nam. Chấp hành tốt pháp luật của nhà nước là cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền vùng biển của tổ quốc. Hoạt động và khai thác trên biển thì bên những cán bộ mà chiến sĩ bên cái hải đội biên phòng 2 đó thì cũng có tuyên truyền nhắc nhở cho bà con là khai thác phải đúng vùng biển của Việt Nam mình. Và bên cạnh đó thì hãy khai thác theo đúng công suất và đúng cái tuyến để bên cái chi cục khai thác cho phép mình khai thác để nó đúng ngư trường của mình khai thác là có hiệu quả. Ở trong cái khi mà thời tiết xảy ra trên biển gió bão rồi này kia thì cán bộ và chiến sĩ biên phòng hải đội 2 thì cũng có tuyên truyền nhắc nhở và vận động bà con rồi cũng phòng chống lụt bão, rồi cũng phải có tiếp theo tàu phao áo thì cũng khi bão gió xảy ra rồi cũng di chuyển bà con rồi vận động neo tàu tại địa phương cho nó cột cho nó chắc chắn là an toàn. Thì tôi là ngư dân thì thấy bên mà cán bộ mà hải đội rồi này kia cũng có bảo vệ rồi cũng nhắc nhở thì thấy cũng an tâm lắm, rồi một phần nào cũng an tâm cho cái nghề khai thác bằng trên biển của mình lắm. Với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, đơn vị Hải đội Biên phòng 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Lực lượng, phương tiện luôn trong điều kiện sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biên giới trong tình hình mới.